Xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái deck mới được update lên ha. Nó mới được buff thêm sức mạnh. Vì ngày xưa nó bá quá nên nó bị limit cái lá mèo này. Hôm nay thì nó thả rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cái deck này anh em. Thì cái deck này thì mình sẽ nói cách chơi ở sau ha anh em ha. Bây giờ mình sẽ nói cái deck trước cho. Mình sẽ giải thích từng lá trong deck ha. Ví dụ như mình có đây có hai Beeler thì anh em có thể thêm Droid nếu anh em thích nha. Em có thể thêm Droid vào này tùy anh em nha. Rồi Rankis lá màu xanh lá cây này thì anh em có thể chơi hai hoặc là ba tùy anh em nha. Này mình nghĩ là tùy anh em, tùy anh em thấy nào mà nó không rig hay gì đó thì anh em có thể test ha. Vì đây mình sắp ba thì anh em có thể chơi hai tùy anh em. Rồi lá Rank Maxe thì chắc chắn là ba rồi, được chưa? Lá Rankit màu xanh dương thì chắc chắn là mình sẽ chơi ba nha lá này. Rồi Blood Blossom Ash thì mình sẽ chơi ba ha. Rankit Lambert thì lá này có thể chơi hai hoặc là ba nha, chơi hai hoặc là ba. Nếu anh em không chơi DPE tức là Destiny Hero thì anh em có thể bỏ Destiny, mấy con Destiny Hero ra ngoài nha, được chưa? Nếu anh em chơi Adventures rồi thì anh em xài, nhưng mà mình nghĩ đất này nên biết là Adventure nha vì nó rất là hợp anh em nha. Thì Adventure nó mới được thả được hai con này nè nha, thì ở đây mình sẽ lấy hai con này đó. Còn ra cái Rocky thì mình xài hai thôi. Nemesis thì lá này dùng để xung con Thunder Dragon Colossus nè. Thì nếu anh em có sẵn ở trên tay thì rất là đơn giản là anh em kéo con Adventure về và anh em nhảy thẳng Nemesis lên và từ nó sẽ anh em sẽ lên được Thunder Colossus ha. Được chưa? Rồi hai con này để lên Destiny Hero anh em nhé. Rồi cái dàn Adventure thì gồm thêm con Gifford này dùng đến này gây nha. Burio thì dùng để bỏ cái lá Quarter Archer này xuống nè để combo ha, để nhảy lên Adventure. Thunder đây là cái lá mà bên cái con rồng ha, Thunder Dragon ha. Nhưng mà tại sao đây trong deck này, bởi vì cái con Fusion Corankit này nó là Thunder này, do đó thì anh em có thể xài lá này để fusion rất là tốt nha. Thì anh em có thể chơi một hoặc là hai thì anh em nha, lá này có thể chơi một hoặc là hai, mình nghĩ là một là ổn nha, hai là thấy nó hơi dư nha, được chưa? Rồi bởi vì Rankit nó cũng có cái lá fusion của nó là lá này ha. Lá này đâu tu sạch được ha. DPE thì anh em mới nói rồi, anh em mà chơi DPE thì xài, không lấy thì anh em bỏ ra mấy lá fusion ra luôn, được chưa? Rồi Adventure thì chắc chắn phải xài hai lá này ha, thêm con này để đẩy bài với lại kéo vô lá Adventure để cho không nó không bị destroy bởi Watcho nhé. Rồi Adventure Field thì chắc xin lỗi Rankit Field thì mình xài ba ha. Rankit Brand thì lá này dùng để hồi bài tốt anh em, do đó thì ngoài ra nó có thể sum token nữa, đem xài một ha. Adventure này thì xài một, con thì anh em xài hai ha. Lá Fusion này chắc chắn là phải xài một rồi. Red Out thì anh em có thể xài, không thích thì bỏ ra. Ngoài ra thì một số lá như là Duster nè, anh em có thể bỏ vào nếu anh em cảm thấy là gặp lắp rig nhiều hoa. Hoặc là thì ra deck này á, anh em có thể lên con Linh để quét lắp rig được ha. Rồi ngoài ra thì anh em có thể chơi Nibiru thêm nhé, có thể chơi Nibiru nhé, anh em có thể thêm Nibiru tiện này, được chưa? Này cái file này mình nói rồi, đây là những cái tình huống rồi đó, anh em thích thì bỏ vào, không thích thì thôi đẩy ra ha. Rồi ở dưới dàn extra thì mình gồm gì, thì mình gồm con Rankit này, thì con Rankit này một trong hai con Rankit này á, con Rankit màu xanh này nè, màu này hoặc là cái con này thì anh em chọn một trong hai ha, thì mình chọn con này, được chưa? Rồi thì con Colossus mình nói rồi đó, nếu anh em xài không thích thì bỏ ra, thì bỏ luôn cả con Nemesis ra ha. Con Rankit Butler này chắc chắn là hai rồi. Rồi lá Lin Spider này dùng để lên cái gì thì thường đó nha, thì mình sẽ xâm cái token của Rankit, được chưa? Sau đó thì mình dùng nó, ví dụ như anh em có thể lên con Rankit mèo, còn không thì anh em có thể lên con Lin Spider này rồi để anh em lên Anaconda nhé. Rồi con mèo thì có thể xài hai hoặc là ba nha, nếu anh em xài hai cũng được, xài ba cũng được ha. Pha này thì mà anh em tùy anh em chọn, nếu mà anh em xài ba nha thì anh em bắt buộc phải bỏ một lá ra, ví dụ như Unicorn chẳng hạn nha. Rồi rồi con Rankit Du này chắc chắn là hai rồi, chắc chắn là xài phải sợ nó lên ha. Con này thì một xài một anh em nhé,
Rồi Anaconda chắc chắn là phải xài nếu anh em chơi Fusion mà chắc chắn là phải có nó nha. Rồi Unicorn thì đây là cái tình huống này là mình nói rồi, anh em thích thì bỏ vô, thích thì có thể quăng nó ra để anh em lên bài ha. Thì rank kiếm này chắc chắn là phải xài một dùng để quét spell chat ha. Và cuối cùng thì Talker để OTK. Rồi bây giờ mình sẽ combo cho anh em xem ha, được chưa? Rồi sau đó mình sẽ đánh ra. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em combo rank kit ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một lá thôi nhé, lá là con rank kit màu xanh dương này thôi anh em nhé. Thì mình giải thích cái cơ chế chút xíu là cái con Buster này, Butler này nè, Buster Butler này nó sẽ cho khi mà nó chill build nó sẽ destroy toàn bộ bài bên kia luôn, monster bên kia nha. Nhưng mà nếu nó kết hợp chung với con Linh này nè, mèo này nè, mèo nó mới được thả nè nha. Thì nếu nó kết hợp với con này thì nó sẽ destroy tới 2 lần rồi nha, 2 lần xem như là hai cái Regeki và kích hoạt quick effect à, rất là khó chịu nha. Giờ mình sẽ làm thử anh em xem ha, làm sao để lên con này. Cái con này để lên được á thì anh em sẽ bắt buộc á anh em phải có 3 con ha, là con màu xanh lá, xanh dương và con màu đỏ nữa nè. Con màu đỏ là con này nè, đây màu đỏ nè, 3 con ha, nhớ nhớ màu là được ha. Rồi mình sẽ xâm nó ha, một trong hai con này xâm con nào cũng được hết. Nên mình sẽ lên con Linh một hiểu không? Sau khi lên con Linh một rồi thì khi cái con màu xanh dương này xuống mộ thì nó sẽ cho xâm một con rank kit khác và sau đó tăng 1.000 điểm gốc. Thì mình sẽ xâm một con rank kit khác, ví dụ như con lửa đi ha. Đây. Rồi sau đó anh em dùng 2 con để anh em lên con xanh lá này ha. Ok. Sau đó thì là con xanh lá hả? Thì bây giờ anh em có con xanh lá rồi. Em có xanh lá rồi, anh em có thể lên một con khác, ví dụ lên con nước lại cũng được. Con nước lại. Con Linh này nó sẽ cho lấy một cái lá spell Archap của Rankit từ Dead lên, thì mình sẽ lấy một trong những lá này. Thì chắc chắn mình sẽ lấy lá Fusion. Nếu anh em có lá Fusion rồi thì anh em sẽ lấy cái lá Rankit Brand này nhé. Lá này có thể hồi bài ha, được chưa? Và có thể sum token lên nữa. Đây mình sẽ lấy lá này để Fusion bài, được chưa? Sau đó thì anh em có thể lên con này để lấy bài cũng được ha. Còn không anh em có thể chi build thẳng con này thôi cũng được. Không cần phải lên bài ha, cần phải lên bài hết nên có thể chi build này thôi cũng được. Bây giờ mình sẽ chi build nó cho anh em xem ha. Rồi. Mình sẽ lấy lại 2 con rank kit với mộ lên đó. Tất nhiên anh em có thể fusion liền luôn cũng được ha, fusion liền luôn cũng được, mà để đẹp á, thì mình nên nên để thân ở fusion để mình kích mấy con rank kit này, mình kích thêm 1 lần nữa ha. Thì pha này anh em có thể quăng trong hoặc khẩu quăng cũng được. Mình sẽ kết mấy con rank kit ha. Là mình xin con Buster Butler ha, bằng cách sử dụng 3 con trên tay nhé. Sẽ để tới thủ ha. Rồi. Bắt đầu mình sẽ kích thêm 1 lần nữa cái khả năng của mấy con này ha. Kích thêm đó thì 3 con này nó sẽ sum tiếp 3 con ở trong đếp lên tiếp. Đây mình sẽ sum lại 3 con đó. Sum tiếp sum tiếp mình con này thì bỏ một lá xuống mộ thì bỏ đại ha, bỏ đại con Rankit Rocky đi ha. Rồi sẽ đã xâm một con lên rồi. Bây giờ fusion là một lá này, áp xong một fusion ha, không fusion nè.
thì pha này anh em có thể kích hoạt để chi build nó ha, tức là anh em phải chi build cái lá này thì nó mới kích hoạt được effect nhé. Nhưng mà khi anh em chi build thì lúc này con mèo nó thế mạng được anh em, coi như mình chi build mèo tức là mình phải ban nick con mèo đó. Rồi mình sẽ destroy bên kia ha. Ví dụ mà phòng bài á, thì anh em có thể quốc thêm một cái ray key nữa ha. Được chưa? Đó, cái này chi build hai lần ha, khi có con mèo nha. Rồi ngoài ra thì anh em có thể kích hoạt ranh nhanh chóng trên tay ha. Đây mình thấy nổ được một lần nữa đây. Và này thì anh em có thể lấy phải lấy mấy con này hả, lên lại mấy con này cũng được ha. Nhưng mà lên 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 cái con linh hai này lấy bài tiếp chưa, mình sẽ để lấy con rank tiếp nào nó không cao cao một tí mình để mình ưu thay nó nha. Rồi lúc này thì rank chín lại kích tiếp để nhảy lên tiếp, nó nhảy lên liên tục luôn đây nha, nên em đừng có sợ hết bài trong deck ha, đừng có sợ hết bài trong deck, bởi vì chút xíu cái last spell sau khi con này nó rút nè thì nó sẽ cho hồi bài đây nhé, nó sẽ cho hồi bài đây. Đây lá này cho hồi bài đây, mình sẽ kích hoạt để hồi bài nhé. Thì đây có thể sum token bằng cách một con tức là bỏ một con rank chích từ từ tay xuống nhé. Nhưng mà anh em có thể lên theo kiểu khác, ví dụ như anh em có thể lên thêm một con mèo nữa đó, để anh em chia để anh em để dành chi build ha. Đó nhưng mà con mèo nó chỉ chi build được đấy. Đây mình sẽ lên cho anh em xem nhé. Và này anh em có thể lên con linh. Okay. Sau đó thì em có thể lên Anacoda hả? Thì Anacoda nó sẽ cho rất là nhiều cái hay này. Em có thể xem một lá Bully xuống mộ hả? Ví dụ như là Destiny Hero. Khi em sẽ Destiny Hero thì nó sẽ tung được Phoenix. Nếu anh em xem lá này thì điều gì xảy ra ha? Thì lá này nó sẽ xâm thẳng con Buster luôn ha? Xâm thẳng con Buster luôn bằng cách ban mấy cái lá dưới mộ này à, ban. Và cái lá này nó sẽ cho đẩy về death này, đẩy về death ha? À, hay lắm nha. Thì cho thôi mình sẽ xâm lá này đi nha. Rồi để xâm Destiny Hero cho nó khác khác chút xíu này nhé. Rồi rồi vậy thôi, đây có thể tấn công đó, xong nó không được. Nhưng mà để mình pha này thì anh em có thể bắt xung một lá hả. Destiny Hero có thể destroy nó, destroy chính nó và bên kia thì thế là xong ha, đơn giản lắm ha. Dùm lên thôi. Đó là hồi bài nè, mình nói rồi, nó sẽ hồi bài lại đây. Anh em có thể gấp ba con màu khác nhau để hồi bài lại. Hoặc là gấp lại mấy cái lá Fusion này nọ nhé. Hồi bài là rút bài tiếp nhé, đó. Thì Destiny Hero nó sẽ nhảy lên lại. Rồi đó cũng không có khó mấy đúng không. Rồi tôi sẽ cho sum lên thì anh em phải bắn một lần nữa nha. Rồi anh em có thể bắn cả phù hợp, ví dụ bắn bằng dùng con Destiny Hero ha,
Sau đó thì dụ anh em có thể kích hoạt Destiny Hero. Ngoài ra anh em có thể kích hoạt lá này. Thì lá này nó cũng giống như cái con Buster nãy, em có thể tribute con mèo. Sau đó nổ này. Đó. Em có thể xâm cho nó sôi lá này để xâm lá này lên nhé. Xâm lên xin cho vui thôi, dám làm cái gì nhé. À. Ok. Combo sau thì mình sẽ combo với Adventure cho anh em xem ha. Ok. Thì mình có thể OTK bằng cách này. Ok. Sau đó thì mình sẽ lên Tucker mình để OTK nhé. Đó. Cái Unicorn và Tucker nó sẽ quốc được 5.300 này nhé. Có thể bắn bài nữa nhé. Ok. Rồi. Rồi bây giờ mình có một con Brankis và một lá Adventure. Mình sẽ làm sao? Mình sẽ combo bằng hai lá này ha. Thì bây giờ mình sẽ combo cái nào trước cũng được hết á, anh em thích cái nào cũng được. Thì thường mình sẽ combo bạn chơi trước để mình có một cái negate này nhé. Rồi mình sẽ lấy cái lá cái adventure mình ban nít ra, mình sẽ lấy cái lá spell lên, cái lá spell ha. Rồi mình sẽ nhảy adventure lên, sau đó mình sẽ để một cái lá spell continue chơi xuống đây. Lúc này mình sẽ lên một con Brankit để mình lấy nó cho rút ha. Khi anh em xâm thường một lá thì nó sẽ cho rút bài nè nhé. Đây mình xâm thường cho anh em xem ha, nó sẽ cho rút một cây lá đây nè. Khi xâm thường nó sẽ cho lấy một lá equip lên, sẽ lấy lá equip lên đây. À, mình no ha, đừng đừng có z ha, là z lại nó sẽ equip vô lá adventure token thì mình no thì nó sẽ lên tay. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ kích hoạt lá này để mình rút bài, sẽ rút cái con iPhone này. Khi rút thì nó bắt buộc phải bỏ lá, thì nên bỏ cái equip này nè thì nó sẽ không bị lỗ bài ha. Thì equip khi bỏ bài thì nó tự nhảy vô, nó tự tấp tiếp vô đây đó đó, thì nó không lỗ bài. Còn lá adventure này nó tự nhảy lên em. Rồi rồi tấp vô, cái là xong adventure ha. Đó bây giờ mình sẽ combo Brankis, mình sẽ kích hoạt con mèo ha, nhảy bài lên. Sau đó thì mình sẽ kích hoạt cái lá này. Khi cái lá này nó xâm lên thì nó cho send một lá xuống mộ. Sau đó thì làm gì anh em biết không? Sau đó thì nó cho xâm một con Rankit khác từ bếp. Thì ở đây mình sẽ send một lá xuống thì mình send đại con màu đỏ xuống đi ha. Rồi vì mình có con màu đỏ rồi thì anh em có thể xâm thêm một con màu xanh dương vô. Xanh dương lên. Rồi lúc này anh em có thể lấy hai dùng hai lá để lên con Brankit linh hai một số lá cây này. Thì con Brankit màu xanh dương này cũng vậy, nó sẽ cho khi nó xuống mộ thì nó sẽ cho tăng ngày điểm gốc, sau đó xin một con khác. Thì bây giờ để mình có đủ ba con em nhé, mình cần đủ ba con để combo. Để lên fusion lên ha. Do đó thì mình sẽ bắt buộc phải xâm 100 những cái lá ha. Ở ví dụ mình xâm màu đỏ đi. À, đây mình xâm màu đỏ đi. Thì ở đây mình sẽ lấy cái lá Brankit kit ha. Sau đó thì anh em sẽ tế con này nè. Để lấy vì có con màu đỏ mình sẽ tế, mình lấy hai con kia ha. Đây chỉ build nó để lấy hai con kia. Rồi. Sau đó thì anh em up bài nhé. Vì Adventure à, vì cái lá Rankit này nè, toàn bộ những nó là những cái thai khác nhau, do đó mình có thể up cái lá Decamere liên quan này xuống ha. Đây. Ok mình sẽ on ha, mình sẽ để chế độ on ha. Lúc này mình có thể kích Decamere liên quan được cái giờ rồi. Khi nó xâm thì mình sẽ kích Rankit ha. Đó mình sẽ kích Rankit này lên ha. Rồi
mình sẽ sử dụng bài trên tay và dưới một trên sân để xung con run kit fusion này, ba lá ha. Mình sẽ để nghe extra luôn ha, để mấy con kia nó còn xung lên bài này nhé. Rồi lúc này nè mình sẽ kích nè, khoan kích cái này ha, kích cái này trước đi, rồi sau đó mình mới kích mấy lá kia. Mình xung được ba lá luôn anh em, ba lá khác nhau nha. Rồi anh em cứ xài bài đi không sao đâu, chút xíu mình sẽ lấy bài lại không sao hết nha, có sao hết anh em nhé. Đây mình xem số mộ ha, để xem cái lá này số mộ cũng được, rồi xem cái lá đó luôn, ok không sao hết nhé. Lúc này sẽ tăng sức mạnh lên à, đó rồi nhớ thứ tự kích nhé. Rồi thì để nó kích đi không sao đâu nhé. Thì cái con này nó đóng vai trò bây giờ nó là hai cái Regeki luôn này, mình làm thử ha. Nó sẽ destroy toàn bộ bài của ợp hả? Yeah. Đó. Giờ mình sẽ destroy cho anh em xem ha. Nó sẽ chibiu nó. Chờ, nhưng mà nếu anh em kích con mèo nó sẽ thay thế cái khả năng chibiu ha. Thì mình sẽ ban nít con mèo thôi là xong. Thế là nó không mất con này. Sau đó xíu anh em sẽ chibiu thêm một phát nữa để nổ thêm một lần nữa. Hai cái Regeki anh em rất là kinh dị nha. Chưa mà chỉ nổ bên nó thôi ha. Ừ, hai cái Regeki ha. Được chưa? Rồi. Này có thể kích thêm phát nữa nè. Đây, làm thử ha. Rồi. Đó, thấy chưa? Rồi, nó lấy kẹo nó đi không sao đâu nhé. Này có thể kích Adventure đến đây game ha. Khi Negate thì nó sẽ quay về deck. Chứ khi anh em sẽ rút lại bài thôi nhé. Dùng cái này rút bài lại bài nó nhé. Rồi thì nó sẽ lên liên tục luôn lên nhé. Yeah. Nó sẽ fusion lên liên tục luôn, không bị nổ tăng nha. Bây giờ làm sao ha? Bây giờ anh em có thể cho nó return về đó chưa? Sau đó thì anh em có thể lấy lá này để anh em rút bài nhé. Đây, rút lại lá adventure này. Giờ sau đó mình sẽ bỏ một lá ha, bỏ một lá thì anh em có thể bỏ cái lá block này đi ha, block xong ha, cái này xong rồi lên lại, sau đó OTK nó tùy anh em nha. Còn bây giờ nếu mà làm gì ha, nếu bây giờ mình sẽ muốn hồi bài thì hồi cách nào thì anh em lại lên con linh hai này nhé, lại lên con linh hai này nha. Rồi thì nó sẽ cho lấy lá spell anh em nhé, anh em có thể kích hai lần cái lá kia để lên bài tiếp ha. Rồi thì pha này anh em sẽ lấy lá này nè, đây lá này nó sẽ giúp cho mình hồi bài bài ha. Đây anh em có thể sụp ha. Sụp vô tùy anh em nhé. Đó pha này anh em muốn hồi bài lại thì hồi theo kiểu này ha, được chứ. Ngoài ra thì anh em có thể lên con linh đây, linh 4 thì nó sẽ chi build theo kiểu là chi build thì destroy monster spell trap ha. Đây cái lá này nó sẽ cho kéo bài lại của mình lại ha, kéo những lá mình trong deck của mình nó kéo lại, thì mình kéo những cái lá mà mình đó, cho kéo lại bài, sau đó lại hồi hồi bài tiếp hả, cứ enter là kéo lại bài nữa nè. Đó chưa, thì cái lá này nó có thể return lá của hợp đó, như vậy sau enter lại kéo lại bài tiếp đó chưa.
Rồi vậy thôi nha, mình sẽ qua cái adventure này ha. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng combo tốt nhất của Avenger Rankit cho anh em xem ha. Thì trước tiên á, thì nếu anh em không có cái lá Avenger này thì anh em có thể sử dụng Boreo để anh em đẩy bài xuống nhé. Giờ anh em sẽ đẩy cái này xuống nhé. Lúc này nó sẽ cho lấy lá spell rồi nhé. Đây. Đây, nó sẽ lấy lá spell. Sau đó anh em kích lá spell như bình thường thôi. Rồi. Lúc này nó sẽ lấy cái lá continue spell xuống. Sau đó thì mình sẽ xâm con rank kích này lên. Xâm con rank kích này cũng được. Rồi. Lúc này nó sẽ kích hoạt để lấy cái lá equip, no equip ha. Sau đó kích hoạt lá này. Để lấy cái con lên. Sau đó mình bỏ một lá xuống thì mình sẽ bỏ cái lá equip xuống. Sau đó equip nó sẽ nhảy vô đây ha, nhảy vô cái lá Avenger này. Lúc này cái con tự nhảy lên luôn. Rồi. Nhảy lên thôi. Cấp vô. Sau đó thì mình sẽ combo Avenger nhé. Xong rồi combo rank kit. Lật lên một con mèo. Để nhảy cái con khác lên, cái con kia ra đây. Mình sẽ nhảy bỏ một lá ha. Mình sẽ nhảy mỗi con khác vô. Nói chung mình sẽ cần ba. Cần ba con ba màu khác nhau với mộ nha anh em nhé. Ba con ba màu khác nhau với mộ. Chưa? Rồi. Mình có màu xanh rồi. Đó. Có màu xanh rồi nè, khi bỏ một lá thì mình sẽ bỏ màu đỏ, sau đó mình sẽ kéo màu xanh dương lên nữa là xong nhé. Thế là đủ đó, ba con ở dưới một nha. Rồi mình sẽ lấy cái lá rồi, anh em có thể lấy cái lá rank kit fusion luôn cũng được. Rồi sau đó thì anh em làm lại một pha nữa ha, hay là Anaconda cho mình. Rồi đi đó ha. Sau đó mình sẽ kích hoạt cái lá Thunder này để kéo ba con với mộ kéo về đó. Kéo cho nó về đét này đó, lúc này nhảy lên ha. Rồi sau đó lại kích Anaconda kích Special 2 nha để bỏ Destiny Hero xuống. Rồi mình sẽ có hai cái này, một cái bắn, một cái này dây, được chưa? Rồi bây giờ sẽ thành hợp ha. Thì thiệt ra mình có thể up thêm một rank kit này xuống cũng được. Và này anh em có thể này gây hoặc là không tùy anh em nhé, chưa? Rồi. Rồi. Fusion ha. Thì để nó fusion thôi nhé, cũng sao hết nhé. Nó sẽ bằng cứ tấn công qua đó hả? Nó fusion thêm cái nữa nhé. Đó. Nói chung là em phải canh hả? Phải canh để chi build để lên bài nhé. Thì khi nó hỏi của mình là ọp nó bắt đầu nó hành động đó nhé. Đó, nó sẽ lên bài thế này. Rồi, thì anh em muốn pha này anh em nẹp được rồi đó nha. Bằng cách tế con mèo. Đùng 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 đùng. À. Chưa? Pha này thì anh em có thể kích hoạt lá này ha. Bắn luôn, khỏi cần phải. Kích tiếp để siêu nhảy nó lên ha. Để lên lại anh em nhé.
Bà này mình làm thêm một pha nữa cũng được ha. Nói chung là pha này thì em có thể mình nó phải dưới mộ thì mình mới kích được cái lá Thunder này nè, bài nó phải dưới mộ hoặc là ban mid thì mới kiếm được nhé. À. Thì pha này em có thể kích Adventure để đẩy bài nó về đổ TK thôi nhé. Thì nói chung là em có thể fusion lên, à, fusion lên thêm một lần nữa ha, lên con này. Thế như là không có đủ đồ để làm rồi nhé. Này chặt quá rồi nhé. À, pha này có thể tấn công trực tiếp. Kích để hồi thôi chứ thiệt ra là không xung lên được nè nhé. Không xung lên được đâu nha. Ra. Rồi, bắt đầu đánh thôi nhé. Hai là đơn giản nha. Rồi. Thì mình sẽ nó ra cho anh em xem nha.